dư luận tranh cãi quyết liệt, Sư Thích Minh Tuệ giả tu, sự thật phía sau là gì? Những ngày vừa qua thì cộng đồng dư luận trên nhiều mạng xã hội đang tranh cãi vô cùng gay gắt về một vị sư có tên Thích Minh Tuệ. Được biết, một phe thì luôn ủng hộ vị sư này bởi vì luôn có những cử chỉ, hành động đúng mực như là một nhà sư mà nhiều người mong muốn. Tập trung vào tu hành, bỏ đi danh lợi, tiền bạc, vật chất. Tự mình là một tu sĩ khất thực, đúng nghĩa trong nhiều năm. Còn một phe khác thì lại lên án kịch liệt, cho rằng đây chỉ là một người giả sư mà thôi, được một thế lực đằng sau đạo diễn, biên đạo, làm đủ thứ nhằm phá hoại đạo Phật. Vậy thì thực hư sự thật như thế nào? Được biết, Sư Thích Minh Tuệ đã đi bộ khất thực như vậy được từ 4 đến 5 năm nay rồi. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, khi mà được nhiều người chú ý, đặc biệt là các TikToker, YouTuber đưa lên, bỗng dưng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trái ngược hoàn toàn với một vài nhà sư mà bị cộng đồng lên mạng lên án mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Khi mà một số nhà sư làm tiền, có lối sống xa hoa, trần tục, Tiến sĩ Đạt Hương đã lên án, có một số đà sư làm tiền, sống xa hoa, khiến cho đi tu đang trở thành một nghề. Sự việc Sư Thích Minh Tuệ được nhiều người quay clip, tung lên ảnh, rồi thì quay clip, video, đăng lên mạng xã hội, khiến cho nhiều người lên án chỉ trích, rồi cho rằng đây là một vị giả sư thôi. Ông này được người ta đạo diễn, dàn dựng để làm việc này, việc kia. Hoặc là chiếc áo trên người không phải là áo của nhà Phật, rồi thì làm như thế không phải là tu, vân vân. Tuy nhiên, nếu bình tâm lại mà nhìn lại, chúng ta ai cũng đồng ý rằng bất kỳ các vị thầy nào cũng đều đáng kính. Có nhiều người rất yêu thương và khâm phục đức hạnh, khổ hạnh của thầy Thích Minh Tuệ. Cuộc sống ngày nay có rất nhiều xa hoa, hiện đại như thế mà có một người sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để đi khất thực, đi đường xa trong nhiều năm mà không chịu nhận tiền, chỉ nhận đồ ăn, đúng bữa ăn mình cần. Việc ngủ nghỉ thì cũng không có xin vào nhà dân, nhà chùa để ngủ, mà cứ tìm được chỗ ngủ ở dọc đường đi là ngủ thôi. Kiếm được chỗ nào ngủ được là ngủ. Khi mà người dân cúng giường, cho vải hay là cho áo để mặc thì thầy đều không nhận. Thậm chí có người còn mang nước để cúng giường cho thầy, thầy cũng chỉ nhận một chai, không nhận thừa ra nữa. Từ những điều giản dị như vậy, chân thật như thế, cho nên thầy được nhiều người rất là yêu quý. Cứ thử hỏi mà xem, giữa trời đất nắng gay gắt, nắng chang chang như thế này, vậy mà đi chân trần ngoài đường, hỏi thử xem có mấy ai chịu khổ được. Có nhiều người vẫn nói thầy làm như thế để diễn, làm theo kịch bản. Cứ thử hỏi xem, thầy mà làm như vậy để diễn vì cái gì? Vì để kiếm tiền được, hay là vì để bán hàng, hay là vì cái gì? Có rất nhiều clip đưa lên mạng hiện nay là của những người dân họ quay, họ đăng lên. Người ta thấy rồi, người ta ngưỡng mộ, người ta lan truyền thông tin. Nói rằng trên đời này vẫn có những người dám bỏ hết tất cả mọi thứ. Không chỉ có một mình thầy, mà còn có những người khác cũng như vậy nữa, dám bỏ đi những thứ để đi tìm con đường giải thoát. Đó là người ta đang kêu gọi, đang lan tỏa về một con người đáng nể phục. Còn nhiều những ý kiến cho rằng thầy mà làm như thế là do được biên kịch, đạo diễn sẵn, thì cũng nên suy nghĩ lại xem. Người ta vẫn nói cái áo không làm lên thầy tu. Có nhiều người tu hành ở trong những ngôi chùa to lớn cũng chưa chắc dám bỏ hết để làm như vậy. Rồi thì nhiều thầy còn nói cái kiểu nào là nằm võng, nằm trong phòng máy lạnh là trái với trời đất, thiên nhiên, hay rồi thì nằm võng, rồi thì xả nước, vân vân. Nói thật, trong lòng mình mà muốn tu thì tu ở đâu chả được.
có rất nhiều cách để tu, chứ không nên so sánh cái kiểu thầy Thích Minh Tuệ mới là chân tu, còn những người khác thì không phải. Thường ngày chúng ta vẫn thấy, thông thường các thầy ở trong chùa tụng kinh, giảng pháp. Những cảnh này thì hầu hết người ta thấy nhiều lắm rồi. Tuy nhiên, khi mà tự dưng bắt gặp một hình ảnh vị sư đi chân trần ngoài đường, thì đây là một hình tượng rất hiếm. Phải chăng nếu mà thầy Minh Tuệ làm như thế mà được PA hay là được tên tuổi nổi tiếng hay là quyền cao chức trọng cái gì, cái này kia, thì lên tiếng mới là đúng. Đằng này người ta làm gì mà được như thế? Cứ đi đến đâu, người dân thấy, người ta thấy cái cảnh đó, người ta lại quay lại để chia sẻ, lan tỏa điều tốt cho xã hội. Để cho họ thấy rằng, không phải là cứ thầy ở trong chùa hay là thầy có chức cao vọng trọng mới gọi là tu. Còn có những người tu theo khổ hạnh, giống như Đức Phật ngày xưa ấy. Thực ra, đây là một điều tốt, chứ không có ý gì làm hủy hoại, làm xấu, đúng không? Là một người thông thái, ta cần phải biết, tôn trọng những vị thầy chân chính. Trừ khi vị thầy này đi được vài tháng, thì ta nói như thế, nó còn có lý. Đằng này, thầy đi được 4-5 năm rồi, thì làm gì có chuyện diễn. Có thể vị thầy này họ tu mạnh về phần giảng pháp, còn thầy này lại tu mạnh ở mảng khổ hạnh. Nếu như ai mà nghĩ họ có ekip ở phía sau, có thể đi theo dõi xem, sự thật nó lộ ra ngay mà. Mà nếu có ekip thì làm sao mà giấu được tai mắt của thiên hạ cơ chứ. Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi ta gây ra hay không? Liệu Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi nếu như chúng ta mắc phải hay không? Giả sử bây giờ con người ta cứ làm ra những hành vi xấu, độc ác, bất thiện, làm xong rồi lại đến gặp Đức Phật cầu xin Ngài tha thứ, xin Ngài thứ tội cho con, liệu rằng khi đó Đức Phật có tha thứ cho tội mà ta gây ra hay không? Câu trả lời là không. Đức Phật không thể tha thứ cho tội lỗi của bất kỳ một ai. Đơn giản là bởi không ai và chính cả Đức Phật cũng không đủ thẩm quyền, năng lực để thứ tội cho người khác. Tội lỗi chính bản thân nó là tội rồi, chứ không phải là vì Đức Phật nói đó là tội lỗi thì nó mới thành tội. Bởi vì nó là tội lỗi cho nên Đức Phật mới nói nó là tội lỗi, chứ Ngài không hề nói hay là sáng tạo ra nó. Khi con người ta gây ra tội, đó là do hành động của chúng ta, là do bản ngã và là do cái tâm bất thiện của ta gây ra. Không có một ai có thể bỏ đi hành động đó cho mình. Dù có sám hối như thế nào, có tụng, có nói bao nhiêu quyển kinh, có quỳ mòn gối, hối tội ra sao, thì hành động đó cũng đã làm rồi. Bởi vì thế, Đức Phật không thể nào thứ tội cho ai, và cũng không ai tha thứ được tội cho người khác. Nói vậy không có nghĩa Đức Phật không muốn tha thứ tội lỗi cho ai phạm phải, mà là đây là điều không thể. Đức Phật là một người có tình thương bao la, quảng đại với tất cả chúng sanh. Nhưng mà tình thương của Ngài là một loại tình cảm trong sáng, không bị nhiễm tạp bởi tham, sân và si. Đức Phật có tâm từ ái, mong muốn tất cả chúng sanh sẽ được sống yên vui, hạnh phúc. Ngài có tâm đại bi, mong cho tất cả mọi người thoát khỏi bể khổ. Chúng sanh ở đây có thể bao gồm tất cả mọi người, chứ không phải mỗi là đệ tử theo Đức Phật thôi. Dù là người theo Phật hay không, Ngài vẫn có tình thương, tâm bi, đối xử bình đẳng với tất cả. Tấm lòng từ bi quảng đại, bao dung chúng sanh, nhưng mà không có nghĩa là Ngài tha thứ được mọi tội lỗi cho con người gây ra. Cách duy nhất để đạt được sự bình yên trong tâm hồn là ngăn không cho tội xảy ra khi chúng còn chưa xuất hiện. Muốn tội lỗi không còn nữa, chúng ta phải tiêu diệt cái nguyên chính gây ra tội, tức là những ý nghĩa xúi dục mình đang làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy. Một khi mà mình sám hối rồi
thì sẽ không muốn làm, không muốn nghĩ, không muốn nói những thứ sằng bậy nữa, lộn xộn đó nữa. Và một điều quan trọng không kém, đó chính là phải có ý thức về tội. Bởi vì ý thức tội lỗi sẽ cứu độ chúng ta, phục hồi tính thiện của ta. Một khi biết rằng tội lỗi hay là nghiệp chướng là những cái ngăn cản, che mắt ta, là những điều đúng đắn, thì ta chắc chắn sẽ không để chúng được tác loạn. Ý thức về tội lỗi không phải để sợ hãi, mà chính là để động lực cho ta vươn lên, tiến đến chân thiện mỹ của con người và xã hội. Vậy cho nên đừng bao giờ hỏi Đức Phật có tha thứ cho tội ta gây ra hay không, bởi vì Ngài không đủ thẩm quyền. Người mà ta nên hỏi câu đó là chính bản thân mình.